Chiều cuối năm thăm lại chiến trường xưa, binh lửa lùi xa mà nỗi đau còn quằn thắt. Sông nước đục lục bình trôi, rạch dính chèo tiếng bìm bịp ghèo hoàng. Càng đai nghiêng vô ngần trong khói hương thôn cay nồng dương dân ơi. Mắt ngấn lệ trào nghe nghẹn nghẹn khép bờ môi, nghẹn nghẹn khép bờ môi. Rồi ông chầm chầm chỉ tay về rặng cây khôm lá. Tại chỗ này đấy, gần 46 năm qua vì mất liên lạc thông tin trong hiệp đồng tác chiến, người phục kích kẻ rút lui nên hở sườn bị địch phát hiện. Ta thất bại thiệt hại trong giao tranh, ôi đau đớn khôn cùng. 51 chiến sĩ pháo binh dài sắp ta chân đồng, họ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, ngày thống nhất nước nhà mập mé gần bên. Mãi đến bây giờ vẫn chưa biết rõ họ tên, chỉ biết kẻ bắt người nam kề sát với nhau trong từng trận đánh. Phần bất lợi địa hình, phần mất liên lạc thông tin. Bài học gần 46 năm qua lòng ông còn nặng. Oh,
Vĩnh Kiều, Vĩnh Thuận Tây, ô toàn thân chiều.